Ghi nhận của BLO vào chiều nay ngày 6 tháng 9, khu du lịch Đồ Sơn Hải Phòng không một bóng khách. Mọi hoạt động vui chơi, giải trí ở đây dừng hoạt động từ 11 giờ trưa, theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Hải Phòng về đình chỉ mọi hoạt động vui chơi, du lịch biển trên địa bàn. Các cửa hàng giải khát, trán nước ngọt, cho thuê đồ vốn có kinh nghiệm qua các mùa mưa bão này đã đóng kín, hạn chế tối đa khe hở có thể gây lọt gió, tốc mái. Dây thép chằng kéo níu chặt mái với hè đá để phòng chống siêu bão số 3 dự kiến sẽ đổ bộ trưa mai ngày 7 tháng 9. Các kiosk bán hàng ven bãi tắm thường ngày được chuyển vào nơi kín gió hơn. Đến cuối buổi chiều, vỉa hè dọc bờ biển thơ mộng vốn là nơi bán hàng của nhiều kiosk đã được dọn sạch. Lãnh đạo Công ty Cổ phần Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng cho hay đã lên kế hoạch ứng trực 100% quân số gồm 270 người, sẵn sàng 24/24 để bảo đảm công tác phòng chống bão trên địa bàn quận Đồ Sơn. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn, đến 13 giờ chiều nay ngày 6 tháng 9, đồn biên phòng Đồ Sơn chủ trì cùng Ủy ban Nhân dân các phường tổ chức kiểm đếm, thông báo, kêu gọi các chủ phương tiện tàu thuyền chủ động phòng tránh, di chuyển vào nơi tránh trú an toàn, gồm 143 phương tiện với 487 lao động. Các phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Đồ Sơn đã tổ chức rà soát, có phương án và sẵn sàng huy động nhân lực, phương tiện, vật tư phòng chống siêu bão số 3. Tổng số nhân lực sẵn sàng huy động là 1.247 người.